Rồi, xin chào tất cả anh em nha. Hôm nay em quay nhanh giao lưu đến các anh em cái mẫu kéo với cưa anh em. Đó. Đợt này cái lô này hàng chất lượng, kéo tỉa thì nó chất lượng. Cưa Hàn Quốc, kéo các cành là hiệu Nhật, made in Japan. Cưa Đài Loan và cưa Hàn Quốc. Đó, toàn hàng gọi là giá thì rất là mềm anh em, nhưng mà cưa thì rất có chất lượng. Đặc biệt là anh em được quyền kiểm tra hàng và test hàng nha. Trước khi thanh toán, anh em kiểm tra, anh em test thử hàng ok, anh em thanh toán cho nhân viên giao hàng. Anh em không cần phải thanh toán trước. Rồi em sẽ giới thiệu chi tiết cho anh em xem. Đây, bây giờ em sẽ giới thiệu với các anh em ha. Đầu tiên là cái cặp này nè, cái cặp này em sẽ giao luôn một cặp này. Toàn hàng dữ anh em nha. Thứ nhất là cái kéo tỉa nè, sáng loáng anh em ha, sáng loáng luôn. Inox inox ha, đinh tán anh em thấy không, bằng inox, cán bằng inox, đinh tán inox nè. Nhìn nó rất là sắc nét ha. Đặc biệt là nó có lưỡi nè, lưỡi răng cưa nha. Cái kéo nè, nó có những cái răng cưa vậy nè. Mục đích của răng cưa nè, khi chúng ta kẹp á, kẹp nè, nó cắt, nó không có chạy cái cành về trước. Đợt này về cái kéo cái lưỡi á, nó lực hơn anh em, nó lực hơn, lúc trước nó dài hơn khúc nè, bây giờ nó ngắn khúc. Nhưng mà cái kéo này thì thôi á, xài sướng lắm. Đó, anh em coi em xử lý cái bậu là bằng cái kéo này anh em thấy không? Đó, cắt bụp 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 bụp. Rễ là quất hết. Đã lên anh em. Đó, anh em thấy không? Đó, kéo tỉa mà lấy ra chơi bầu làm bầu luôn. Đó, anh em thấy cái uy lực của cái kéo tỉa không? Em xài rất là xiên luôn anh em. Thì cây kéo tỉa này á là 90 ngàn ha, 90 ngàn nè. Và cây kéo cắt này á là một cây, nó cái form của nó giống như là cái dòng Sada nha, nhưng mà không phải nha anh em chú ý giùm em ha. Cái dòng Sada á, nó có rất nhiều loại, anh em dễ nhầm lắm. Nhưng mà cái này một loại một ha. Nó một loại một, nhưng mà nó có hai dạng. Một cái dạng á là lưỡi vàng, một cái dạng lưỡi trắng, nhưng không, nó giống nhau nha nè, cùng một loại hết. Đều cái là một cái lô thì nó ra lưỡi vàng, một cái lô thì nó ra cái lưỡi nó trắng vậy. Nhưng mà là thực tế nó là một hết nha nè. Dòng Sada không phải là cái chất lượng dòng Sada không bao giờ qua cái này được anh em. Made in Japan, cắt tốt đó nè. Đây anh em thấy không, cắt đây thôi, xiên xiên ơi là xiên luôn, đã lắm. Đó, nè thấy không? Đó, nó siêu bén. Đây. Nè, em test nha, cái dấu này dấu test nha. Anh em có nhận thấy cái kéo gì đâu mà có dính lâm lâm la. Giống xài rồi không phải đâu. Mẫu test nha, test ra cho anh em thử. Hàng test này mới là chất lượng nè. Rồi, cái cặp này em sẽ giao lưu với các anh em là bây giờ nó lên giá nè. Lên giá, nhưng mà em sẽ giao lưu với các anh em là cái cặp này là 280 ngàn, em sẽ bao phí ship. Đó, 280 ngàn. Cái kéo là 90 nè. Cái này 190 nè. Là 280 ngàn, em sẽ bao phí ship nha anh em, một cặp như vậy ha. Bảo đảm anh em về anh em được quyền kiểm tra hàng, test hàng trước khi thanh toán nha. Anh em không cần phải thanh toán trước, mà anh em không những được quyền kiểm tra ha, mà anh em được quyền test luôn. Đó. Anh em test anh đây, anh em thấy ưng ký bảo đảm anh em ưng ký ok liền. Rồi, cặp này 280 ngàn bao ship ha, hàng chợ không không có đâu nè, hàng chợ mà toàn dòng Sada không à, dòng Sada không cửa qua cái này đâu. Rồi, tiếp theo nữa là cưa ha, cưa Đài Loan nè. Cưa này cưa Đài Loan nè anh em. Này, Made in Taiwan, nó hàng dữ anh em. Đó, em cưa nè. À, ngọt không? Rồi 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 rồi. Nghe cái tiếng đã ha. Rồi 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 rồi. Chất lượng. Cưa này em đã sần xài anh em. Em thấy cái cưa này thì thôi khỏi chê nè. Anh em xử lý những cái cùm cây mà cùm tay gọi về nè. Cưa đã lắm. Kéo chủ yếu là kéo, kéo mấy phát rồi. Lực kéo anh em, lực kéo chủ yếu à, rất là ngon ha. Này đợt này
Đợt này em giao lưu cái cây này á là 160 ha. 160 chưa bao ship nha. Anh em lấy chung cái này luôn đi, em sẽ bao ship luôn ha. Đó, ví dụ như anh em lấy bộ này đi. Đó. Cái này 208 này, này là 160 rồi nè. Đó, cộng lại thì em sẽ bao ship luôn, đó, gửi kèm cho anh em luôn ha. Cái cua Đài Loan xài chất lượng, em từng xài cái cua này anh em, xài ok lắm, cua ruột. Đó, rất là đã anh em. Rồi 160 ha. Đó, 160 chưa bao ship. Anh em mua kèm này thì em gửi chung luôn, bảo ship luôn. Còn anh em mua một mình cái cưa thì anh em thanh toán cho em cái phí ship là 26.000 nha. Rồi. Tiếp theo nữa là cái xin lỗi, với quay lại cái cưa này là dài 16 phân nha. Dài 16 phân, bề rộng nó khoảng chừng 3 phân. À, 3 phân 3 phân rưỡi. Nha anh em, bề rộng khoảng 3 phân rưỡi. Rồi, cây này là dài 16 phân ha, giá 160.000. Rồi tiếp theo nữa là cua Hàn Quốc. Đợt này cua Hàn Quốc nó lên giá một chút nha anh em. Cua Hàn Quốc thì này anh em khỏi về chê luôn. Đó, cua đã lắm anh em. Cây này thì giá giao lưu cái cây này á là 150, 150 nha anh em, và bao phí ship. Anh em lấy thì bao phí ship luôn cái cua này luôn. Một cây cũng bao ship luôn. Tại vì cái dòng này nè thì 150 ha, 150 thì cái giá chất lượng, giá này xin lỗi 250 nha anh em, 250 em sẽ bao phí ship ha. Này đó. Nó chiều dài là 25 phân. Đó, 25 phân nè, 250 là 25 phân anh em. Giá cũng là 250 luôn. Đó, cùng số cùng giá nó cho dễ nhớ ha. Đó, lưỡi nè, răng cỏ nè, sắc nét đã sáng loáng luôn nè. Đây. Cái cua quá đẹp anh em. Em xài em ghiền luôn mà. Để cua thử cho anh em xem ha. Đó, đây cua nè. Đây, cưa thử cho vui. Đó, buồn này là sách ra cưa thử rồi nè. Đó, cưa thử ha. Không ai dịnh nên em, một tay dịnh một tay cưa nè. Chỉ cần lực kéo thôi, không cần lực gì hết đó, chỉ kéo thôi nè, tự nó gặm. Đó, anh em thấy không? Đó, ăn ngọt ha, ăn ngọt rất là ngọt luôn này. Đó, này. Đó, cái này là hàng test nha anh em, chứ không phải là hàng xài rồi nha anh em. Đó, mới 100%. Rồi cây này 250.000, em sẽ bảo phí ship. Đó thì hôm nay em sẽ giới thiệu anh em như đây thôi. Đó, hẹn anh em trong clip sau, còn nhiều lắm, còn cạp rồi kéo các cành đốt nguyên khối rồi giao ghép nữa. Đó, thì anh em trong clip sau ha. Rồi xin chào, hẹn gặp lại anh em.